Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Nay các bạn lại trở lại với cả TOT Shop, với cả một cái sản phẩm mới của bên mình. Thì cái sản phẩm này là mình CNC tại Việt Nam, nhưng mà mình đã mài qua và làm qua tại Việt Nam. Đấy, thì nay mình sẽ review cho các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay cái video xuống. Đó. Ok, rồi, đấy. Quay một chút cái video xuống như này để nhìn thấy hai mẫu, một mẫu lá nhưng mà cùng tức là cái size, thì vừa mới mài xong được mấy cây đấy thì chưa kịp làm video thì bay sạch rồi, mài xong được 6 cây đấy thì nó có các size là size 80, 75, 80 và 75 mega 7 nhé. Đây là mẫu small client, dựa trên mẫu small client titan tại Trung Quốc ấy. Đấy, thì bên mình đã làm inox và sẽ có size chạc là 70, 75 và 80. Thì hiện tại bây giờ ở đây là có hai size thôi, là 7 70 và 80, vì là mình vừa bán hết mất cái 75 ấy rồi. Mỗi size mình đã mài được làm hai mẫu. Đó thì bây giờ mình review qua một chút cho anh em xem. Cái tool mình sẽ lấy cái tool cho một chút. Ok, đấy, mình đã vừa mới lấy cái tool. Thì bình thường thì mình có làm cái video để trưng những cái sản phẩm như kia thì để nhìn nó dễ, nhưng mà như này thì nhìn chắc là cũng ok đúng không, nhìn thấy vừa nhìn thấy người vừa nhìn thấy sản phẩm như này đó. Ok, đấy mình vừa lấy được cái tool đây rồi. Đấy, thì mình đã làm cái mẫu này theo cắt CNC và theo những cái dày 15 mm nhé. Đấy, thì ở bên Trung Quốc thì cái titan là dày 20 mm, là 2 cm đấy. Đó, đây là cây small phoenix, hình con phượng hoàng này. Đó, TOT shop và được mài bóng nhìn rất là đẹp. Nó cũng uốn cong y như là small client của Trung Quốc vậy, là titan vậy. Đấy, còn phần kẹp ấy thì cũng được làm theo phần kẹp của anh em Việt Nam. Đấy, kẹp rất chắc chắn. Giờ thì mình sẽ thử. Ok. Giờ mình sẽ thử buộc thun và kéo thun cho anh em xem nó có chắc chắn hay không. Đó, còn đây là hàng CNC tại Việt Nam nhé, giá inox cũng là giá CNC tại Việt Nam cũng khá là đắt, nhưng mà mình đây là mình làm thương hiệu mình và khá là đẹp, không có gì phải bàn cãi cả. Cho một cây lá inox, đây là thun 765, kẹp cái kiểu cũng rất là ok. Mình phải tháo ra một chút nữa, tí nữa mình sẽ review về tổng quan cho anh em sau xem sau vậy. Đấy, còn cái loại này thì mình có hai size, là size ba size 7 70 a 7 75 và 80. Đấy, anh cho anh em nào bắn tì bắn ôm bắn những cái kiểu thì có đầy đủ hết. Còn bên kia cái hàng tàu ấy thì cái hàng small clay titan ấy thì nó chỉ có 75 thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ mình cũng báo họ làm thêm một ít 80 rồi, nên là anh em cũng không phải sợ là không có hàng. Quên, nó chỉ có 75 với cả 80 thôi. Còn mình cũng có báo họ là làm thêm 7 rồi và mình cũng đã đặt hàng rồi. Thế nên là cũng sẽ có small titan 70 cho anh em nào thích chơi. Ok, là buộc. Đây, ok, có cả khe cạn thun các kiểu, với cả có chống xoay này. Đó, phần chống xoay này anh em nhìn này. Đấy, chống xoay nhá. Đó, còn bên dưới đây là cái khe cạn thun dưới này. Chỉ đến tầm đấy thôi. Chỉ đến tầm thôi là hết đấy. Chỉ việc như vậy thôi là được. Đó, trời ơi, một cây small clay inox dày 15 mm. Đẹp, khá là ngon. Đó, mình thì mình hay bắn ôm, còn anh em là bắn tì thì cứ bắn thôi. Thường thì họ bắn tì cái bảy này thì họ bắn tì. Mình thì không thích, không quen chặt bảy lắm, bởi vì là mình bắn hay bị đập chạc lắm, thánh đập chạc mà. Đó. Đấy, đây là một cây small, một mẫu small clay, small folic. Con dao nhỏ, phượng hoàng nhỏ, khá đẹp anh em nhìn thấy không? Đó, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ review, tổng quan nhé. Chốt. Đấy, ok. Đó thì để sát như này cho anh em nhìn cho nó dễ. Đó thì đây là một cây small folic của TOT shop. Đấy, cũng có cái hình
biểu tượng của TOT đây. TOT đây, nó TOT thì O này là cái hình tâm ngắm khá là đẹp đúng không? Đâu phải là đâu cần đâu phải là gì đâu. Đó, thế nên là đây là cây folic. Small folic khá là đẹp, trời ơi. Đấy, cái phần cái ngắm này thì được làm hoàn thiện giống của anh em Việt Nam thì cũng có khe phần ngắm là chuẩn luôn, không sợ bị cụt thun hay là gì cả. Chỉ một cái răng cưa như này, hai răng cưa như này, hai răng như này thôi. Đấy, có phần nhét thun, có phần gọi là cái gì nhỉ? Cái chống xoay. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo cho anh em xem này. Đấy. Bao tuột thun thì là thun 65 nhá. Đấy, rất là gần. Bao tuột thun luôn. Đấy, ok. Còn không di rời được luôn, không rời được thun luôn. Đó thì cái này về mình có thể đổ thêm ít ốc titan, đợt tới mình sẽ có đổ ốc titan vào đây. Đó thì có 3 size 70, 75 và 80. Đó, đợt tới mình sẽ đổ thêm ốc titan vào cho nó đẹp. Còn đây là một cây đã mài bóng, đã hoàn thiện, đã bo hết tất cả lại. Trời, các bạn nhìn thấy không? Giống đến 99 90% so với cây 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 mới. Giống đến 90% so với cái cây titan của Trung Quốc. Thì cái titan thì nó thực sự thì nó cũng rất là ôm, không phải là không, nó rất là ôm vì nó dày 20, và cái phần những cái phần này nó làm bo xuống rất là đẹp. Đây thì mình cũng có đằng trước đằng sau thì cũng đều bo xuống nhá, anh em nhìn thấy cái vết cắt CNC này đấy, vết cắt CNC này, cái vết này thì cũng khá là đều, không phải nhìn nhìn trên video này thì cảm giác nó sần sần sật nhưng mà nó rất là đều và rất là đẹp. Nếu nếu mà không mài bóng để nguyên vân 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 inox thì nó cũng khá là đẹp. Đấy thì một cái phôi mình nhập vào nó là cũng khá đắt đấy. Bán phôi ra là khoảng 500, 550 một cái phôi inox 304 như này. Đấy thì mài mấy cái kiểu công mài phôi thì nó không được mài vì mài những cái này bo tròn các kiểu lại đối như anh em nhé. Đấy thì anh em là thích mua phôi cũng được, còn không thì mình sẽ bo và mài hoàn thiện như thế này cho anh em, giá là 750, giá là 750. Bình thường một cây inox 304 như này là các kiểu rơi vào khoảng 800 và 850 mà chưa bao ship, nhưng mà mình sẽ bán với giá 750 vì đây là thương hiệu của mình đặt rất là lâu, mình đặt rất là nhiều và nó cũng được giá cũng khá là ok và nhân viên mình mài cũng rất là tốt đó, anh em nhìn thấy không, mài rất là đẹp đó. Chỉ với giá 750 một cây inox 304, một cây inox 304 dài 15 mm chứ không phải là 10 hay 12 nhé. 10 với 12 thì nói chung là nó cũng ấy nhưng mà nó cảm giác cầm nó mỏng, nó rất là mỏng, nó khá là mỏng. Nhưng một số cây ưng vương các kiểu của anh Cường Nguyễn với cả một số anh em trên hội thì cũng tầm khoảng 12 mm thôi. Đó, ok, đấy thì đây là cây small folic của bên Têu Thế Xốp, khá đẹp. Và cái mẫu small client này thì được ưa chuộng rất là nhiều rồi, từ thì tăng là kiểu mình bán từ trước đến nay, từ mấy năm nay là cũng khoảng phải phải trên dưới 100 cây titan rồi, hơn 100 cây titan rồi, cứ mỗi lần lô về chục cây với 5 cây, chục cây với 5 cây, khá là nhiều, hơn 100 cây titan đó. Thì mẫu này rất là được ưa chuộng, mẫu small client rất là được ưa chuộng tại Việt Nam, và hiện tại bây giờ mình đã phát triển thêm small folic inox thì giá nó rẻ gấp đôi bằng titan thôi, nhưng mà nói chung là hà tiền nào của đấy thôi. Cái titan ấy thì nếu mà để mà làm được một cái titan như thế này ở Việt Nam nó phải rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi một cây titan small clay như này, mình không nói đùa. Phôi không đã là 850 900 một cục phôi 1 cân, một cục phôi đã là 800 rồi, 850 900 rồi, cắt lửa công cắt mất 800 nữa là rơi vào 1,6 triệu rồi. Còn mài titan nữa nó mới là chuối chứ không phải là gì đâu, mài titan nó cũng phải mất 1 triệu nữa, 1,5 triệu nữa đó, tức là rơi vào khoảng 3 triệu đến 3,5 triệu. đấy là giá mà đấy là giá mà mình làm đó, giá mà mình lấy về và mình làm đấy. Thì là tới mình cũng sẽ phát triển cái mẫu này bằng titan, nhưng mà nghe nó chát quá, bởi vì là cái cắt là cũng bằng một cây này sừ, việc cắt CNC không thôi bằng cái tan thôi mà đã bằng bằng một cây này rồi, chứ không phải nói đến là cái cưng, không phải nói đến là phôi với kiểu nhá. Đấy thì chắc là giá của nó thì mình cũng sẽ để giá phải chăng thôi, nếu mà đã làm titan mình sẽ làm theo yêu cầu, mình có một tấm titan dày 2 mm, 2,5 mm
2 cm. Đó thì anh em là thích order titan hoặc là gì đấy thì mình sẽ làm theo yêu cầu cho anh em. Còn nói chung là tiền nào của ấy thì cái công cắt và công ấy ở Việt Nam nó rất là cao. Đó thì đây là cây inox. Còn nếu mà anh nào thích muốn đặt titan mà CNC tại Việt Nam thì cứ báo mình cũng có một cái phôi titan 20 mm là rơi vào 2 cm đó, thì có thể cắt và có thể làm cho anh em đấy. Ok, ai lấy thì nhớ đặt hàng mình theo số điện thoại bên dưới và nhớ like và subscribe mình nhé. Dạo này kênh cũng tăng khá nhiều, cũng tương đối nhưng mà nó không bằng kênh cũ của mình được. Kênh cũ của mình nó khá là nhiều ấy, là bị mất do bản quyền chèn mấy cái nhạc linh tinh vào đấy, cuối cùng thì bị mất 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 cái kênh, đâm ra là hẹo mất một thời gian đó. Còn đây là cái cây chắc bảy đấy, cây chắc bảy này thì nó cũng khá là nhỏ, vừa tay cầm đó, anh em nhìn thấy không, rất là đẹp. Trời ơi, một cây inox mà cũng đẹp ngang bằng với cây titan. Thật ra thì titan thì nó làm ôm tay hơn và nó còn dày 2 mm nữa chứ, 2 cm nữa chứ, nó rất là ôm tay. Và cái phần chạc này là của nó là chạc liền chứ không phải chạc cái phần kẹp này là kẹp liền chứ không phải kẹp rời. Và nói chung là không chê được cái cây small clay titan đấy. Nhưng mà hiện tại thì cây small inox này cũng là 1 9 1 10 rồi, không thể là tránh, không thể nào chê cãi gì nữa đó. Ok, đấy, anh em nào thích đặt small clay thì chạc 7 75 và 80 thì nhớ liên hệ với shop theo số điện thoại ở bên dưới. Và đây cạc của mình đó, và nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Cái số điện thoại 0981618853 này. Còn fanpage của shop là con su ngang cao cấp TOT shop anh em nhé. Ok, đấy, nhớ like và subscribe giúp mình. Cảm ơn mọi người nhé, bye bye. Đó đây hai cây, đây là hai tức là 3 size cơ nhưng mà mình bán hết mất rồi. Mỗi cây mình mài được hai, mỗi mẫu mình mài được hai 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 cây mà bây giờ chỉ còn như này thôi. Mới mới về được, mới mài xong được khoảng có 2 ngày không à. Ok nhá, chào các mọi người, nhớ like và subscribe giúp mình. Cảm ơn mọi người nha.